Thầy ơi cho em hỏi sự khác nhau của ba từ kêu kê, kêu số cự và kêu Thứ nhất mình phân biệt luôn này. Hai từ trên này là dịch sẽ là dịch là giải lao, còn cái từ kêu cạ này chúng ta dịch là nghỉ phép nhá. Đây là khác nhau nên là cái từ cuối cùng này nó không liên quan đến hai từ này được chưa ạ? Và cái từ kêu kê này được chưa? Kêu kê này có nghĩa là giải lao giải lao theo một cái thời gian quy định do công ty này quy định, do nhà nước quy định được chưa? Còn cái từ kêu số cự này là thời giải lao là do tự mình quyết định. Đấy chẳng hạn công ty này đúng không nghỉ giải lao lúc 11 giờ đến à 11 rưỡi đến gì nhỉ à, 1 rưỡi thì đó là nghỉ thời gian nghỉ giải lao do công ty quy định đúng không còn chẳng hạn như chúng ta đang đi leo núi này đúng không Rồi, giữa chừng mệt quá thì chúng ta bảo cho tổ kêu sốc shimasu tức hả? nghỉ giải lao một chút thôi đúng không không có quy định thời gian gì cả thế nào ok chưa và cuối cùng cái từ kêu cả này cứu chúng mình sẽ có hai từ vựng này hô tê tức là hô tức là luật pháp t tức là quy định được chưa nào đây là gì nhỉ? nghỉ phép theo gì nhỉ quy định luật pháp được chưa theo luật pháp quy định ok chưa còn nin y q cả tức là gì nhỉ nghỉ phép tự nguyện đấy được chưa đấy. hai cái từ này q k q số cự này đi kèm với sư lượng này q k shimaso q số tuy nhiên khi mà chúng ta muốn xin nghỉ giải lao này hay là xin nghỉ phép này thì chúng ta ghép cho mình cái từ tô được vào nhá, kêu kéo ô tô được, kêu sốc ô tô được, kêu cáo tô được, ok dạ yeah. hay, bye bye các bạn